Rồi lâu chưa? Chị bị 10 năm rồi. 10 năm rồi. Ừ. Đầu tiên là trứng cá. Đầu tiên nó là trứng cá. To bằng nào? Nó bé tí rồi này, thế là chị mới đi ra bên Thái Bình chị tia laser. Rồi. Thế xong mà tia laser xong thì chị thấy nó phát triển lên. Rồi. Thế sau đấy thì chị có người chỉ cho chị lên số 2 lên trực chị làm. Rồi. Thế là tiêm thì có cái mũi tiêm nó như này, thế xong bắt đầu nó cứ tiêm vào trong người này. Thì tiêm xong nó cứ tím đen vào xung quanh này. Đấy, thế xong sau đấy là tiêm xong thì về chị cứ thấy là kiểu càng ngày nó càng to ra, thế chị hỏi cái chị đấy, chị bảo là có khi em dừng tiêm của chị thôi. Tiền thì em nộp rồi em chấp nhận, nhưng em muốn hỏi chị là làm sao mà tiêm mà nó, bà bảo bây giờ nó nhọn như này rồi, tôi đánh thì nó phải bẹt ra, nó phải to ra. Đấy là chị thấy không có khả quan, ăn là từ cách đây đến 7 năm thì chị không tiêm. Ok. Chào Lôi nhá. Xin chào. Chào Lôi là cái bệnh do cơ địa mà cái gen mình bị sờ lồi. Nó gen ấy, nó sửa gen nó dễ hoặc cơ địa cũng được. Cái sờ lồi thường bị ở mấy vị trí sau, một là ngực, lưng, bả vai và một số vị trí đặc biệt cũng như mông và đùi, là những vị trí nó căng thì hay bị sờ lồi. Những người sờ lồi thì hay bị ở những vị trí, thường bị sờ lồi ở những vị trí đó. Và khởi nguồn đầu tiên có thể như chị nói là do một trứng cá, có thể là vết thương, có thể là sau vết mổ, mổ xem xích ấy. Đấy. Đôi khi là chỉ một cái nhọt đơn thuần thôi. Đúng rồi. Mình cấp xong ổn nên sờ lồi ngay. Ngày sửa ngày xưa ấy thì điều trị vô cùng khó. Thì vì họ đơn giản nhất là chỉ cho thuốc bôi thôi. Bôi. Cái thứ hai nữa là có thể là dùng gì? Tiêm. Kem hoặc là dùng tiêm. Sau này theo công nghệ phát triển thì họ hướng đến một cái là áp lạnh. Áp như tư lạnh nghe rồi chưa? Chưa nghe từ áp như tư lạnh để làm cho cái sờ lồi nó bị đông máu lại, mạch máu lại. À, cái sờ lồi phẳng đi. Tiếp theo trong công nghệ phát triển nữa thì em đóng tờ ra. Có công nghệ nữa là công nghệ là laser màu hay gọi là VB. Nó bắn vào cái dạng sờ lồi này, nó làm mạch máu của chị nó mở đi, mất máu nuôi dưỡng. Đích của nó mất máu nuôi dưỡng. Sẹo lồi nếu như những người không hiểu biết, kể cả là bác sĩ nhá, họ không chuyên về da liễu, giả sử chuyên về ngoại hoặc là bác sĩ đa khoa, thì họ có thể làm như nào ạ? Họ mổ cắt, thấy không? Họ mổ cắt đấy, họ mổ cắt thì khiến cho cái sẹo này nó to rất là nhiều, hoặc là sai lầm, hoặc đậu rau kéo, nó không như ung thư mà đậu rau kéo là sẹo to đùng ngay. Hoặc là như chị nói là đốt bằng laser đấy, còn là ngày xưa ở sơ hai hoặc đốt điện ấy, làm đốt phẳng cái sẹo đi, trông tưởng rất là đẹp, nhưng hậu quả thì nó sẽ to rất là nhanh. Như chị nói đầu tiên là chỉ bé bằng cái hạt ngô và đốt thôi, sau đó thì nó phải lan to rất là nhiều, thấy không? Còn tiêm thuốc thì cũng là một trong những cách điều trị. Nhưng tiêm thuốc thì nó có nhiều loại thuốc tiêm khác nhau, mỗi loại thuốc tiêm nó có ưu nhược điểm khác nhau, và cái đích cũng chỉ là làm cho cái sẹo nó mờ đi thôi. Với công nghệ bây giờ là có một số công nghệ khác nữa, nó làm cho cái sẹo của mình phẳng đi, nó công nghệ laser vi điểm, micro laser functional. Ngoài ra có thể dùng cái từ là laser lạnh kết hợp với laser vi điểm, tức là họ kết hợp, họ mix các phương pháp lại với nhau để tạo ra một hiệu quả tốt nhất cho chị. Nhưng cái đích chung của nó là gì? Là không nên làm cho tổn thương sẹo lồi nó bị rách hoại tử, tại vì nếu như chị làm như thế thì không khác gì chỉ kích thích cái sẹo nó phát triển lên. Thật sự chị dùng cái CO2 đốt vèo đi, ngày mai là dính trường ngay. Ví dụ thế. Cái sẹo lồi này thì có nguy hiểm không? Sẹo lồi này nó ví như là một tế bào ung thư. Tại sao lại ví như thế? Tại vì nó phát triển một cách không có kiểm soát. Ung thư là thế. Như cái này lành tính, nhưng ác tính, nhưng ung thư của di căn, cái này không di căn. Cái này nó chỉ bị tại chỗ thôi, và càng ngày càng lan rộng hơn. Có những người nó do mình kích thích, mình cào, gãi nhiều quá thì không những bị một chỗ mà nó lan rộng ra rất nhiều. Đấy là cái nguy hiểm rồi. Và một cái nữa là đinh ngứa. Ngứa rất là nhiều. Ngứa nhiều lắm. Ngứa và nhức. Nó khiến cho khách hàng thực sự rất khó chịu. Ngoài ra nữa, cái sợ lồi này nó ảnh hưởng thẩm mỹ. Ở vùng cổ của chị thì cổ áo chị sẽ được, còn cao hơn một tí nữa là khó khăn rồi, hoặc là bả vai là không máu phát rách được. Đấy là những nhược điểm sẹo lồi này. Còn điều trị thì bác sĩ điều trị như nào? Thường thường ở phòng khám ở chỗ em ấy, trên trường thì điều trị này là điều trị lúc là thứ hai đến ba phương pháp điều trị. Một là gì? Vừa laser lạnh chị, và thứ hai là áp đi lạnh, thứ hai là em sẽ chiếu thêm laser đa vi điểm, gọi là laser cũng được, gọi là laser vi điểm, để làm cho cái sẹo này nó hồi phục một cách từ từ.
mỗi lần làm cái sẹo chỉ sẽ mềm hơn, không cứng chắc nữa, sẽ đỡ ngứa và nó sẽ phẳng hơn. Nhưng không thể làm cái sẹo này trở về một lần ra bình thường được. Đừng kỳ vọng là bác sĩ Thành làm cái sẹo bình thường được. Và một điều rất rất quan trọng nữa, tức là khách hàng phải cùng bác sĩ làm. Như nào, một là chị không đau dây chuyền. Chị đau dây chuyền mà nó cọ vào cái sẹo này, em khẳng định là chị sẽ ngày càng to lên. Chị không được dùng tay, chị kích thích cào gãi cấu bóp nặn nó. Tại vì chị bóp nặn nó thì cái sẹo này nó sẽ bốc to lên. Chị không được điều trị sai như em vừa nói đấy, tức là gì, chị ra ngoài bác sĩ ngoại có bạn thân lắm, thế là cắt ngay sẹo thì hậu quả không những to một mà to gấp 100 lần đấy. Nó nguy hiểm lắm, nó nguy hiểm như thế. Chính vì thế mà ý em nói là mỗi một bác sĩ đấy, nhưng mà họ không có kiến thức sâu về chuyên gia thì họ hay có một sai lầm như thế, chị em thấy không? Và khi mình đã quyết định sẹo lồi rồi thì khi mình bị sao tổn thương, ví dụ như là tổn thương da đấy, đứt chân này, đứt tay, về tổn thương da thì máu này, thì mình cố gắng là điều trị sớm. Còn nếu như mình không điều trị sớm thì đôi khi cái sẹo này nó để lại những hậu quả sẹo lồi rất là phí. Hiểu không? Đấy là những kiến thức rất là cơ bản mà em tư vấn cho chị, để chị có một cái overview toàn bộ quá trình điều trị để mình có thể phòng tránh cho mình thôi. Còn lại điều trị thì mình là từ mức một. Thế điều trị thì em hỏi là anh ấy điều trị mấy lần? Thường thường cái này điều trị khoảng 3-4 tuần là một lần, và điều chỉnh của nó có thể kéo dài từ 5-6 lần. Cái sẹo của chị không quá to nhưng không quá nhỏ. Làm cẩn thận, làm khéo léo thì nó sẽ ổn, còn làm không khéo léo thì nó sẽ khó hơn. Như chị từng làm đấy. Nên việc điều trị này rất quan trọng, và mình cũng bác sĩ làm sao cho mình hoàn toàn, còn nếu không thì mệt mỏi lắm. Chị hiểu không? Những người sẹo lồi này thì có thể là chị may mắn chỉ một cái thôi, nhưng có những người không bị cái này, chị sẹo mổ có thể bị này, ở bả vai lên bụng bị này, ở lưng có thể bị này. Chị mổ chị thì không bị. Rất là may, rất là may. Còn người cơ địa sẹo lồi hay bị sẹo lồi lắm, chị nhá. Thì đấy là những cái cơ bản cho chị, thì chị về chị khó thì chăm sóc nó khỏi cho nó không sai nhá. Được chưa? Thì đấy là những kiến thức rất cơ bản. Và trong quá trình điều trị thì em sẽ thường xuyên trao đổi với chị và điều trị để làm sao để cho cái kết quả điều trị tốt nhất nhé.